khỏe là được rồi. Bây giờ hôm nay về đây ạ? Hôm nay về đi ra ngoài của ông rồi. Đi rồi, giờ về đây lễ hả? Chị xem tay em này. Sao anh hai ở? Ở đứa nào bên ấy? Ở đứa ba khỏe nhớ. Chào ba. Đấy thằng đi đứa cháu này. Con đứa nào? Con đứa nào? Con đây là mẹ cháu là con thứ hai. Đây là cháu con. Ba đẹp nhớ. Chị đi lễ nha. Vâng. Chị về với các cháu gia đình mạnh khỏe. Chị ở đây một mình. Vâng. 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 Vâng.